Nhiều năm qua, thị trường ô tô Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ với nhiều hãng xe và đa dạng về chủng loại xe. Trong năm 2011, có 731.787 chiếc xe lưu thông. Sang năm 2014, con số này là 864.386 chiếc. Bất chấp giá ô tô tại Việt Nam cao bậc nhất trên thế giới, thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh luôn đứng đầu cả nước về lưu lượng xe lưu thông do mật độ dân số cao, thu nhập bình quân đầu người cao và nhu cầu sử dụng xe ngày một gia tăng. Thói quen sử dụng xe ô tô tại Việt Nam. Ô tô đang ngày càng trở thành một phương tiện đi lại phổ biến của người Việt Nam. Tuy nhiên, liệu có bao nhiêu người sử dụng ô tô thực sự biết chiếc xe mà họ đang điều khiển hoạt động trong điều kiện thế nào? Ít ai biết được rằng, để đạt đến được nhiệt độ vận hành ổn định, động cơ cần ít nhất 20 phút liên tục kể từ khi khởi động và nóng máy. Nhưng với đặc điểm giao thông tại các đô thị lớn hiện nay, như đường phố có diện tích khiêm tốn, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào các giờ cao điểm, thì gần như thời gian chạy xe liên tục sau khi khởi động hiếm khi đạt đến 20 phút. Tôi thường chở con đi học và sau đó chở vợ đi làm mỗi sáng. Quãng đường mất khoảng 30 phút, xe chưa kịp vận hành ổn định lại phải tắt máy. Mà tính ra trong một ngày tôi tắt và khởi động xe rất nhiều lần. Tôi thường xuyên phải đưa đón sếp ở trong thành phố, nhưng mà đa phần á, cái quãng đường nó cũng ngắn thôi, không có dài. Nhưng mà do tình trạng kẹt xe rồi chen lấn nên cái thời gian nó kéo dài lắm. Hầu hết các chuyến đi của chúng ta đều không đủ lâu hoặc phải dừng lại liên tục do vấn đề đường xá, kẹt xe. Chính vì thế, động cơ luôn chịu sự mài mòn mạnh mẽ. Chính đặc điểm của giao thông Việt Nam và cách thức vận hành xe dẫn đến một vấn đề đáng quan tâm cho hiệu suất và tuổi thọ của động cơ ô tô. Thế nào là sự mài mòn? Để hiểu rõ hơn về sự mài mòn, chúng ta hãy tưởng tượng những bề mặt trong động cơ như miếng kim loại này. Mỗi khi ô tô khởi động, các bề mặt kim loại sẽ bị cọ sát liên tục với lực ma sát mạnh như tấm giấy nhám tôi đang cầm. Và chỉ sau vài tác động đơn giản, bề mặt của miếng kim loại sẽ bị mài mòn, độ nhẵn bị phá hủy, tạo nên những mảnh vỡ trầy xước nặng nề. Đó cũng chính là tác động khủng khiếp của sự mài mòn, kẻ thù của động cơ ô tô. Và thật bất ngờ, đến 75% sự mài mòn động cơ diễn ra ngay giữa giai đoạn động cơ khởi động và làm nóng máy. Trong cuộc chiến chống mài mòn đó, dầu nhất động cơ đóng vai trò như một chất bôi trơn, hình thành một lớp ngăn cách các bề mặt chuyển động cọ sát, làm giảm đáng kể tác động của quá trình mài mòn. Tuy nhiên, liệu những loại dầu nhất thông thường có thể bảo vệ động cơ xe và giải quyết triệt để vấn đề mài mòn không ngay từ khi khởi động? Vì đến 75% sự mài mòn động cơ diễn ra ngay tại thời điểm này. Nghiên cứu của Castrol. Thật sự các loại dầu nhất thông thường không phải lúc nào cũng bảo vệ động cơ lúc cần thiết nhất. Các chuyên gia hàng đầu của Castrol đã khám phá ra rằng thời gian đặc biệt chịu tác động của mài mòn nhiều nhất là khi khởi động và làm nóng máy. Trong gần 20 năm, Castrol đã không ngừng tiến hành các công trình nghiên cứu sâu rộng để tìm ra giải pháp. Những gì Castrol đã làm là phát minh và phát triển công nghệ các loại phân tử đặc biệt bám dính thật chắc trên các bề mặt quan trọng trong động cơ, ngay cả khi màng dầu bị phá hủy và xảy ra cọ sát trực tiếp với kim loại, chúng vẫn bảo vệ hiệu quả. Đó là các phân tử thông minh Castrol Magnatec. Đây là một công nghệ đột phá mang lại cho dầu nhất sức mạnh bảo vệ toàn diện những động cơ có tần suất hoạt động liên tục, giúp cho chúng luôn trong tư thế sẵn sàng khởi động và làm việc hết công suất, mặc dù sự ma sát và áp lực rất lớn. Các hoạt động của phân tử thông minh Castrol Magnatec. Điều đặc biệt của phân tử thông minh Magnatec là ngay cả khi dầu nhớt bị chạy xuống các te do trọng lực thì các phân tử vẫn bám dính chặt vào bề mặt động cơ. Ngay cả khi bạn để động cơ cả trăm năm thì các phân tử này vẫn sẵn sàng bảo vệ khi khởi động xe. Dầu nhớt bám dính là một phát minh đầy táo bạo dựa trên những thử nghiệm nghiêm ngặt của Castrol. Thông thường một thử nghiệm động cơ ô tô kéo dài vài trăm giờ. Vài thử nghiệm có thể kéo dài đến hàng ngàn giờ. Trong số các động cơ,
trục cam là bộ phận phải chịu đựng những tác động mài mòn rất nặng nề. Vì vậy, chúng tôi chọn chúng là đối tượng thí nghiệm giữa có bên phải và không có các phân tử thông minh Gastron Magnatec bên trái. Và điều bạn có thể dễ dàng thấy là có nhiều dấu vết của vết xước, mài mòn và hư hỏng ở trục cam sử dụng dầu nhất thông thường. Còn bộ phận được Magnatec bảo vệ có bề mặt nhẵn hơn và giữ được độ bóng mịn. Khi chúng tôi quét dưới kính hiển vi, sự khác biệt càng trở nên rõ ràng. Gastron Magnatec bảo vệ động cơ ngay từ khi khởi động.